Vâng, thưa quý vị, tình trạng xe máy hoặc là xe thô sơ đi vào đường cao tốc đã xảy ra thường xuyên nhiều năm qua, nơi chỉ cho phép các loại xe ô tô di chuyển với tốc độ cao thôi. Thế nhưng trong thực tế thì vì nhiều lý do mà một số bộ phận người điều khiển xe máy vẫn thản nhiên đi vào làn đường này mặc kệ nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên vào ngày 4 tháng 2 trên đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội. Nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh, bất chấp nguy hiểm chạy trong đường cao tốc dù đã có biển cấm phương tiện ở các lối đi vào. Xe máy chở hàng cồng kềnh di chuyển với tốc độ cao. Tới điểm giao nhau, nhiều xe máy không lưu thông sang đường gom mà ngang nhiên lưu thông vào đường cao tốc, bất chấp nguy hiểm. Thậm chí xe máy đi lấn làn là hình ảnh thực tế rất đáng báo động trên đại lộ Thăng Long, mặc kệ các xe ô tô đang di chuyển với tốc độ cao, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi lái xe không kịp phản ứng. Cái việc mà đi xe máy trên đường cao tốc là cực kỳ nguy hiểm. Nhiều trường hợp chú đi thường xuyên là nó vẫn có cái tình trạng ấy, cực kỳ nguy hiểm cho cả người đi xe máy và cả ô tô nữa. Vì khi tránh không kịp với tốc độ cao thì cái tai nạn nó sẽ xảy ra rất là thảm khốc. Xe máy hiện tại là xe máy mà nếu đi vào những đường cao tốc rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, mà đặc biệt là đối với những tài xế xe tải. Vì trên cao tốc là tốc độ bình quân là từ 100 trở lên thì với tình huống đấy xử lý không kịp được. Ví dụ như mình đi với tốc độ 120, 100, khi xảy ra một tình huống nào đấy mình xử lý không thể kịp được. Với các phương tiện như xe máy, xe thô sơ thì mình không thể xử lý được. Trong nhiều năm qua, tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm đi vào làn đường cao tốc vẫn diễn ra thường xuyên, có không ít vụ tai nạn thương tâm, vì thế cũng xảy ra. Điển hình như vào ngày 1 tháng 2 vừa qua, người đàn ông điều khiển xe máy đi vào cao tốc đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã va chạm với xe ô tô, khiến người này tử vong tại chỗ. Theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, tình trạng này rất đáng báo động. Trong thời gian tới, cần có những biện pháp cương quyết hơn nữa nhằm răn đe thay vì chốt chặn như hiện nay. Để nói rằng là đường cao tốc bây giờ thông thường là tốc độ cho phép là chạy cao nhất là 100 đến 120 km/h. Thì chúng ta trung bình là như thế. Và như vậy thì với cái tốc độ như thế thì lái xe hoàn toàn không có thể mà làm chủ được trong từng tình thế mà một số những cái mô tô, xe gắn máy chạy lạng lách ở trên đường. Đấy thì việc phát hiện ra một cái mô tô, xe gắn máy chạy trên đường đối với lái xe ô tô cũng rất là khó. Mà thực tế đã gây tai nạn giao thông rồi. Thì cái này là chúng ta cần phải có giải pháp để xử lý cương quyết hơn nữa. Chúng ta nên có một cái quy định, cái quy định liên quan đến vấn đề phạt những người chạy đi lái mô tô, xe gắn máy vào đường cao tốc có thể ở cái mức độ phạt cao hơn. Đấy, cao hơn so với những cái quy định hiện nay. Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A, toàn tuyến dài hơn 30 km, đi qua 2 quận và 3 huyện của thành phố, có lượng phương tiện đi lại đông đúc, được thiết kế với làn dành riêng dành cho ô tô, có vận tốc tối đa là 80 km/h. Để chấn chỉnh tình trạng xe máy đi vào cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần chốt chặn tại các điểm ra vào. Thế nhưng thực tế biện pháp này chỉ hiệu quả khi có lực lượng chức năng. Sau khi cảnh sát giao thông rời đi thì tình trạng trên lại tiếp diễn.